Đà chào họ, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh tiếng Trung Chinese for Everybody. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học tiếp 50 từ vựng cuối cùng trong loạt chủ đề 500 từ vựng HSK1 mới. Từ vựng đầu tiên chúng mình có từ duyện. Đây là một tính từ có nghĩa là xa. Ví dụ, 我家离学校很远. Nhà tôi cách trường rất xa. Chúng ta có một câu tục ngữ tiếng Trung như sau: 站得高看得远. Nghĩa là đứng càng cao, nhìn càng xa. Câu tục ngữ này mang ý nghĩa là người ta sẽ có tầm nhìn rộng hơn nếu như đứng ở chỗ cao hơn. Câu này còn được dùng với hàm ý là khi đối mặt với một vấn đề, chúng ta nên xem xét nó từ nhiều khía cạnh, chứ không phải chỉ ở một khía cạnh mà thôi. Điều này sẽ giúp ta có được sự hiểu biết toàn diện hơn về vấn đề đó. Từ vựng số 452 chúng ta có từ yue, Hán Việt là nguyệt. Nguyệt là một bộ thủ trong số 214 bộ thủ. Các bạn có thể xem thêm video về 214 bộ thủ để nắm được tất cả các bộ thủ, và link của video thì mình sẽ để ở đây. Bộ nguyệt, bản thân nó có thể đứng một mình như một từ độc lập, có nghĩa gốc đó là mặt trăng. Nhưng vì người xưa sử dụng tuần trăng để tính thời gian theo ngày âm lịch, cho nên yue, nguyệt còn có sự biểu trưng cho thời gian và có ý nghĩa khác là tháng. Ta xem ví dụ sau đây. 今天是4月19号. Hôm nay là ngày 19 tháng 4. Tương tự như chức năng của các bộ thủ khác, bộ nguyệt cũng được sử dụng để cấu thành nên các chữ Hán khác. Ví dụ như ta có chữ miễn, Hán Việt là minh, nghĩa là sáng, được hợp thành bởi bộ nhật, mặt trời, và bộ nguyệt, mặt trăng. Nhật và nguyệt là hai vầng trăng sáng nhất trên bầu trời, theo quan niệm của người xưa. Khi hai vầng sáng này hội tụ, sẽ tạo nên ánh sáng lớn hơn, cho nên thuở ban sơ thì chữ minh có nghĩa là sáng, chiếu sáng. Về sau phát triển thêm nghĩa mở rộng, chỉ những người thông minh hiểu biết. Vậy thì giờ đây hẳn là bạn đã hiểu được ý nghĩa cái tên minh mà nhiều cha mẹ lựa chọn để đặt cho con cái rồi, phải không nào? Ngoài ra, các bạn có thể xem loạt video về chiếc tự chữ Hán ở đây, trong đó mình có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của các chữ Hán thông dụng. Từ đó bạn sẽ hiểu được thêm về ý nghĩa nguồn gốc của các chữ Hán và sẽ càng thêm yêu loại ngôn ngữ có lịch sử cổ xưa này. Zài nghĩa là lại, là một phó từ. Ví dụ, 我一会儿再打电话给你. Một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại lại cho bạn. 再见, Hán Việt là tái kiến, nghĩa là tạm biệt, hẹn gặp lại. Ví dụ như sau. Chúng ta có cuộc hội thoại giữa thầy giáo và học sinh. Các em học sinh nói rằng, 老师再见. Chúng em chào thầy ạ. À. Thầy giáo đáp rằng, 同学们再见. Thầy tạm biệt các em. 在 nghĩa là đang, ở, tại. Ví dụ, 我的家在河内. Nhà của tôi ở Hà Nội. 在家 là một từ ghép giữa hai từ đơn, là từ 在 cộng với từ 家, nghĩa là ở nhà. Ví dụ, 昨天我在家做作业. Hôm qua tôi ở nhà làm bài tập. 早 nghĩa là sớm. Ví dụ, 他很早就去上课了. Anh ấy đến lớp học từ sớm. 早饭 nghĩa là bữa sáng. Ví dụ, 你今天吃早饭了吗? Hôm nay bạn đã ăn sáng chưa? Người Trung Quốc có câu tục ngữ như sau: 饭后百步走, 活到90九. Câu tục ngữ này có nghĩa đen là đi bộ 100 bước sau mỗi bữa ăn thì sẽ có thể sống lâu đến 99 tuổi. Và ngày xưa các cụ cũng hay bảo như thế. Còn ngày nay, câu tục ngữ này có nghĩa là ăn cơm xong thì nên vận động một chút thì cơ thể mới khỏe mạnh. 早上 nghĩa là buổi sáng. Ví dụ, 我每天早上都跑步. Mỗi ngày sáng sớm tôi đều chạy bộ. 怎么 nghĩa là làm sao, thế nào. Đây là một đại từ nghi vấn. Chúng ta có cách dùng thường gặp nhất của đại từ nghi vấn 怎么 là chúng ta sẽ lấy đại từ nghi vấn này cộng thêm một động từ. Cách hỏi này thì thường dùng để hỏi về phương thức diễn ra của động tác. Ví dụ như sau. 到图书馆怎么走? Tới thư viện đi như thế nào? Hoặc là 这个汉字怎么读? Chữ Hán này đọc như thế nào? Chúng ta có thể xem thêm ví dụ như ở đây. 他怎么还不回来? Sao mà anh ấy vẫn chưa quay về? Vậy thì nếu như có thêm các phó từ thì chúng ta sẽ ưu tiên đặt các phó từ trước cái động từ chính trong câu, rồi sau đó thì tới động từ chính trong câu là từ khuỷ lại các bạn nhé. Ngoài ra, ta cần phân biệt từ zěnme với zěnme yāng. Cả hai từ zěnme và zěnme yāng
đều là đại từ nghi vấn. Tuy nhiên, tỉnh mơ giang thì dùng để đánh giá con người, sự vật, sự việc như thế nào, và tỉnh mơ giang thì luôn đứng ở cuối câu hỏi. Cách dùng như sau. Thứ nhất là ta dùng tỉnh mơ giang để trưng cầu ý kiến. Chẳng hạn như ta rủ bạn bè cùng đi ăn cơm thì ta sẽ nói là 我们一起去吃饭怎么样? Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, mọi người thấy thế nào? Hoặc là khi chúng ta hỏi ý kiến bạn bè trong lúc ta lựa đồ ở cửa hàng quần áo, thì ta có thể cầm một bộ quần áo lên và ta hỏi bạn bè rằng 这件衣服怎么样? Bộ quần áo này như thế nào? Cách dùng thứ hai của 怎么样 là ta dùng để hỏi về tình trạng, tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng, thì ta sẽ dùng là danh từ cộng với 怎么样. Ví dụ như sau. 今天天气怎么样? Thời tiết hôm nay như thế nào? 最近身体怎么样? Gần đây sức khỏe của bạn như thế nào? 最近工作怎么样? Gần đây công việc như thế nào? Hoặc là 你觉得他这个人怎么样? Bạn cảm thấy con người anh ấy như thế nào? Chuyển sang từ vựng tiếp theo, chúng ta có từ tràn. Từ tràn này về từ loại thì vừa là danh từ, vừa là động từ. Trong trường hợp là danh từ thì nó có nghĩa là bến, là trạm, thường dùng để chỉ các trạm xe, các bến xe. Ta quan sát ví dụ sau đây. 我现在在火车站等朋友. Tôi đợi bạn ở nhà ga xe lửa. Còn trong trường hợp là động từ thì tràn có nghĩa là đứng, hành động đứng. Ví dụ như sau. 同学们看见老师后都站了起来. Sau khi nhìn thấy cô giáo, tất cả các em học sinh đều đứng dậy. Trảo nghĩa là tìm. Ví dụ. 我去图书馆找一些书. Tôi đi thư viện tìm mấy quyển sách. Trảo tao tìm thấy. Từ tao được đặt sau động từ trảo và tao là bổ ngữ kết quả. Chỉ kết quả của hành động tìm thì tìm như thế nào? Tìm thấy rồi, tìm được rồi. Cho nên ta sẽ có một cặp gồm hai chữ trảo tao là từ ghép của hai từ đơn là trảo và tao, nghĩa là tìm thấy. Ví dụ. 我找到钱包了. Tôi tìm thấy ví tiền rồi. 这 này đây. Ví dụ. 这是你的书吗? Đây là sách của bạn à? 这边 nghĩa là bên này. Ví dụ. 这边是教学楼. Bên này là khu dạy học. 这里 nghĩa là nơi đây. Ví dụ. 去年这里还是一所学校. Năm ngoái chỗ này vẫn là một trường học. Ta có lượng từ của 学校 trường học là từ 所. 这 nghĩa là đây, chỗ này. Ví dụ. 你怎么在这? Tại sao bạn lại ở đây? 这些 nghĩa là những cái này. Ví dụ. 这些都是我妹妹的东西. Những thứ này đều là đồ đạc của em gái tôi. 这 là một trợ từ động thái, vị trí được đặt sau động từ, chủ yếu thì dùng để biểu thị động tác hoặc trạng thái đang tiếp diễn. Ví dụ như sau. 房间里的灯还开着. Đèn trong phòng vẫn đang sáng. Ta thấy trợ từ động thái trơ khi đó được đặt sau động từ chính trong câu này là từ khai. Ngoài ra chúng ta có các ví dụ khác như sau. 同学们走着说着笑着和热闹了. Các bạn học sinh đang đi, đang nói, đang cười, rất nhộn nhịp. Ta có từ rửa nào nghĩa là nhộn nhịp. Ví dụ khác. 她正在里面穿着衣服呢请等一会儿. Cô ấy đang thay đồ ở bên trong, vui lòng đợi một lát. Trên phó từ khẳng định có nghĩa là thật là. Ví dụ. 这件衣服真漂亮. Bộ quần áo này thật là đẹp. 真的 khi dùng để hỏi thì có nghĩa là thật ư, thật vậy sao? Còn khi dùng để trả lời thì có nghĩa là thật đó. Ví dụ như sau. 你说的是真的吗? Lời bạn nói là thật ư? Thì khi đó ta có thể đáp lại là 真的, thiệt đó. Trân là một phó từ có nghĩa là khéo, là chính. Ví dụ như sau. 今天正好也是我的生日. Thật khéo, hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Trân tại nghĩa là đang. Ví dụ. 我正在上课. Tôi đang học trên lớp. Và trong nhiều trường hợp chúng ta cũng có thể thấy cái cấu trúc đó là trân tại chấm 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 nơ có nghĩa là đang, chỉ hành động đang diễn ra.
hoặc đôi lúc chúng ta cũng có thể gọi gọn hơn là zài chấm 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 nơ hoặc là trần chấm 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 nơ. Và tất cả những cái cấu trúc này thì đều có cách dùng chung, đó là diễn tả trạng thái đang tiếp diễn của hành động. Ví dụ như sau: Xiao Yang zheng zai zuo shenme ne? Tiểu Dương đang làm gì vậy? Ta zheng zai kan dianshi ne? Cậu ấy đang xem TV. Hoặc đôi khi các bạn cũng có thể nghe thấy câu hỏi như thế này: Ni zai zuo shenme ne? Bạn đang làm gì đó? Wo zai kan shu ne? Mình đang đọc sách. Zhi dao nghĩa là biết. Ví dụ: Ni zhi dao ta zai na er ma? Bạn có biết anh ấy đang ở đâu không? Zhi shi kiến thức là một danh từ. Ví dụ như sau: Zhe dou shi wo xue guo de zhi shi. Đây đều là những kiến thức mà tôi đã được học. Trung nghĩa là giữa. Ví dụ: Zai wo men san ge ren zhong, ta shi zui gao de. Trong ba người chúng tôi, cô ấy là cao nhất. Trung của nghĩa là Trung Quốc. Ví dụ: Wo peng you shi zhong guo ren. Bạn của tôi là người Trung Quốc. Trung jian nghĩa là giữa. Ví dụ: Ta zhan zai wo men zhong jian. Cô ấy đứng giữa nhóm chúng tôi. Trung wen nghĩa là tiếng Trung. Ví dụ: Wo zai xue xi zhong wen. Tôi đang học tiếng Trung. Trung u nghĩa là buổi trưa. Ví dụ: Ni trung u zai na li chi fan. Buổi trưa bạn ăn cơm ở đâu thế? Trung xue nghĩa là trung học. Ví dụ: Zhe shi yi suo zhong xue. Đây là một trường trung học. Trung xue sheng nghĩa là học sinh trung học. Ví dụ: Ni shi xiao xue sheng ma? Bu shi, wo shi zhong xue sheng. Em là học sinh tiểu học à? Dạ không phải, em là học sinh trung học rồi. Trung nghĩa là nặng. Thanh bốn ta đọc dứt khoát. Ví dụ: Zhe xie dong xi tai zhong le. Đống đồ này nặng quá đi mất. Zhong yao nghĩa là quan trọng. Ví dụ: Zhe jian shi qing hen zhong yao. Chuyện này rất quan trọng. Zhu nghĩa là ở tại, sống tại một nơi nào đó. Ví dụ: Ni zhu zai na li? Bạn sống ở đâu? Chuẩn bị nghĩa là chuẩn bị. Ví dụ: Wo ba ba chuẩn bị yao chu men. Bố tôi chuẩn bị đi nước ngoài. Zhuo zi nghĩa là cái bàn. Ví dụ: Zhe zhuo zi shi bai se de yan se. Cái bàn này có màu trắng. Zi nghĩa là chữ, chữ viết, văn tự. Ví dụ: Ta xie zi xie de hen piao liang. Cô ấy viết chữ rất đẹp. Ở đây các bạn sẽ quan sát thấy trong câu ví dụ này chúng ta có trợ từ kết cấu tơ. Và chữ tơ này thì ta thường gọi là tơ ba, thì dùng để mô tả mức độ của hành động. Và chúng ta sẽ thấy là trong câu này á, thì chúng ta sẽ vừa có một động từ và lại vừa có tân ngữ. Động từ chính trong câu là từ xịa nghĩa là viết, và tân ngữ trong câu này là tư nghĩa là chữ. Như vậy trong câu có sử dụng trợ từ kết cấu tơ ba và lại vừa có thêm tân ngữ, thì theo quy tắc là ta phải lặp lại động từ. Ở đây thì nếu các bạn chỉ nói là ta xịa tư hận piao liang, vừa không có lặp lại động từ mà vừa không có sử dụng trợ từ kết cấu tơ ba, thì đây là một câu sai ngữ pháp. Và khi cái người nghe họ nghe thấy câu nói sai ngữ pháp như vậy thì họ sẽ cảm thấy có phần hơi kỳ. Các bạn nên chú ý cái phần này để chúng ta nói cho đúng hơn nhé. Và bây giờ thì các bạn cùng lặp lại theo mình câu ví dụ này nhé. Ta xịa tư xịa tờ hận piao liang. Các bạn nên ngắt ra thành từng cụm như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ nhớ hơn và dễ đọc hơn. Và chúng ta cứ cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng ta làm quen với những cái điển ngữ pháp mới. Từ vựng số 489 đó là từ tư. Ví dụ như lúc nãy chúng ta có cái từ chua tư, thì bây giờ chỉ lấy từ tư ra mà thôi, thì có nghĩa là cái. Ví dụ: Zhe ge bei zi shi wo de bei zi. Cái cốc này là cốc của tôi. Từ tư này thường được đặt sau các cái danh từ đơn, và chúng ta sẽ có một số cái danh từ điển hình, chẳng hạn như là ỷ tư nghĩa là cái ghế, bay tư nghĩa là cái cốc. Và hoặc là trái cây thì chúng ta đôi lúc cũng vẫn nghe thấy từ tư này đứng sau một cái danh từ nào đó. Chẳng hạn như ta có thảo tư là một từ vựng mà hôm bữa chúng ta đã học trong bài trước, nghĩa là quả đào. Chậu nghĩa là đi. Ví dụ: Wo men huai zou ba. Chúng ta mau đi thôi. Zǒu lù nghĩa là đi đường, đi bộ. Ví dụ: Wǒ de chē huài le, yào zǒu lù qù shàng hè. Xe của tôi bị hỏng rồi, tôi phải đi bộ đến trường. Zuì nghĩa là nhất.
nghĩa là số 1 và là một phó từ. Ví dụ, 我最喜欢吃中国菜. Tôi thích ăn đồ ăn Trung Quốc nhất. 最好 nghĩa là tốt nhất. Ví dụ, 你最好要做完作业, 否则我不准你去玩. Tốt nhất là con hãy làm cho xong hết bài tập của mình đi, không là mẹ sẽ không cho con đi chơi đâu. Chúng ta có từ 最好 có nghĩa là tốt nhất mà chúng ta vừa học ở phần trên. Và trong câu ví dụ này thì 最好 đang được sử dụng với từ loại là một phó từ. Tiếp theo chúng ta có từ 否则 là một liên từ dùng để kết nối vế trước và vế sau giữa hai câu này, có nghĩa là bằng không, nếu không, nếu không thì. Và cuối cùng trong câu này chúng ta có từ 准 nghĩa là cho phép. 最后 nghĩa là cuối cùng, sau cùng. Ví dụ, 这是课本的最后一课. Đây là bài học cuối cùng của sách giáo khoa. Các bạn hãy để ý cái cách nói mà tiếng Trung họ hay sử dụng. Khi chúng ta nói bài học cuối cùng thì ta gọi là 最后一课. Khi chúng ta muốn nói là cái cuối cùng thì ta gọi là 最后一课. Khi chúng ta nói trạm cuối cùng thì ta gọi là 最后一站. 昨天 nghĩa là hôm qua. Ví dụ, 昨天你跟他去王老师家是吗? Hôm qua bạn đến nhà của thầy Vương cùng anh ấy, có phải không? 左 nghĩa là bên trái. Ví dụ, 我用左手写字. Tôi viết chữ bằng tay trái. 左边 nghĩa là bên trái. Ví dụ, 他坐在我左边. Anh ấy ngồi bên trái tôi. 坐 nghĩa là ngồi. Ví dụ, 你坐在哪儿? 我找不到. Bạn đang ngồi ở đâu đấy? Mình tìm không thấy bạn. 坐下 nghĩa là ngồi xuống. Ví dụ, 请坐下来休息一下. Mời bạn ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát. Và từ vựng số 500 chúng ta sẽ có từ 坐 nghĩa là làm. Ví dụ như sau, 你后来想做什么? Sau này bạn muốn làm gì? Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Và sau khi hoàn tất loạt video về 500 từ vựng HSK1 này thì mình dự định sẽ tiếp tục soạn ra các đề thi mẫu HSK1 để các bạn có thể làm thử và kiểm tra xem là mình đã nắm chắc được những kiến thức nào, những phần nào còn chưa nắm vững, để từ đó chúng ta sẽ ôn tập bổ sung cho hoàn thiện và chuẩn bị chuyển tiếp lên HSK2 nhé. Mình hy vọng rằng loạt video này đã có ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy loạt video này hữu ích thì xin đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe và chia sẻ để bạn bè cùng xem nhé. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. 再见!